Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lai Toàn Channel. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video ghi lại toàn cảnh cái quá trình mà mình thay cái xích mới cho con xe ủi D20-5 nha các bạn. Còn con bánh xù rồi. Mình thì trong video trước thì mình có đi Sài Gòn để mình mua cái bộ xương đó. Bộ xương mới cho cái con xe ủi này, xương xích mới. Còn mấy cái lá te này thì còn xài được nha. Chỉ thay bánh răng, thay bánh răng này với thay xương thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tháo xích ra cũng như là tháo bánh răng ha. Rồi để đem bánh răng này đi cắt ra để hàn lại, rồi cắt bỏ mấy cái te này ra, chỉ thay cái xương thôi. Rồi xin mời các bạn cùng theo dõi mình làm việc nha các bạn.
chết cái lắc hơi không sao để nó để cho đỡ mà nghĩ nó không đổ mà dữ không. Cái này nó
mới đúng không? Ok, hiện tại là mình thay xong cái bộ xương xích cho con xe ủi Komatsu để 20.5 nha các bạn. Đây, ngồi lại cành đào nha. Xào trẻ đồ khỏe ru nha các bạn.
ngoài xịt mới có khác nha. Rồi đến đây thì mình xin phép được tạm dừng video nha các bạn. Nếu bạn xem thấy hay thì hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi chúc các bạn ngày làm việc thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.